Hiện giờ là 12:50 ngày thứ tư 4 tháng 12 2019. Trời đang mưa và nhiệt độ là 15 độ C bằng 59 độ F. Có một bà mẹ gốc Ba Tàu đang ngồi chùm hổm dưới mưa đón con. Colin hôm nay được làm đội trưởng. Người ta mặc áo lạnh áo mưa, còn Colin vẫn mặc áo thun tay ngắn. Colin đi ra bên ngoài dọc nước mưa. Nước mưa làm ướt kiến, Colin phải tự lau.